Xin chào cả nhà. Hôm nay hàng Nhật VIP xin giới thiệu đến anh chị một lô nồi cơm gồm có 5 chiếc. Tất cả là hàng 1 lít thì nhé. Nồi cao tần IH. 5 chiếc nồi cao tần IH đây. Thì hôm nay sẽ có một con Toshiba. Một Toshiba con này là 1 lít này. À, con này 2 triệu 7, con này tô cổ nhé. Tô cổ áp suất là bi, con này áp suất 1.4, con này áp suất cao này. Áp lực 1.4 nhé. Con này thì gioăng gần gioăng mới chị ạ. 2 triệu 7 nhé. Hàng hôm nay em sẽ bao ship anh chị toàn quốc nếu chuyển khoản 100%. Con này thì gioăng hơi vàng nhưng cũng được khoảng gioăng này cũng phải được khoảng 90%. 85 đến 90% gì đó. Cũng gioăng vàng ok nhé. Gioăng tương đối rồi, quên lại gioăng vàng ok. Con này là chuyên nấu, con này là Hitachi nhé, nấu 1 lít Hitachi có áp suất chuyên chuyên nấu stem cắt này, dòng là dòng chuyên tái tạo hơi nước áp suất đây. Con này làm nồi khá ok, đẹp rất dày luôn. Con này bán giá bao nhiêu đây? Con này giá 1,5 triệu thôi chị ạ, rất rẻ, đời 2013. Con này chuyên nấu stem cắt này, nồi Hitachi này. À, con này có Ecolavi tiết kiệm điện này, có màn hình đèn led này, con này hết pin thì nhé, anh chị nào thay pin thêm 150. Pin này nó chỉ có nhiệm vụ lên luôn, nó hiện đồng hồ chứ nó không có nhiệm vụ nấu cơm nhé. Đây này, nó hiện đồng hồ như vậy là còn pin này, còn đâu nó không hiện đồng hồ là hết pin thì mình thay pin vậy nó sẽ có đồng hồ, không có pin vẫn nấu cơm bình thường chị nhé, không ảnh hưởng gì về nấu cơm. Con này cũng hết pin, con này là con Joji hay còn gọi là nồi con voi. Con này là nồi cao tần áp suất và đặc biệt nó có IH, tức là nấu trí thông minh nhân tạo. Con này 2 triệu 2 này, mã số 3, đời 2008, đời rất cổ nhưng con này rất đẹp vậy nhé. Này. Nhìn thấy gioăng nó giống chưa dùng chưa? Mới keng luôn. Áp suất bi này. Ở đây nó còn dán cái chữ gì này. Xong rồi đây là băng keo Nhật nhé. Này. Bóc luôn vẫn còn có băng keo Nhật, không biết dán cái gì ở đây. Cái này cái vết bẩn của cái băng keo nhé. Này. Lau sạch nhé. Em sẽ lau sạch cho anh chị hết. Áp suất bi nhé, con này rất mới. Đời 2008 mà mới khủng khiếp. Gioăng này quá đã luôn, nằm nồi quá đẹp anh chị này, con này không sơn phết gì cả, đáy nồi này, con này đời cổ đẹp long lanh chị nhé, giá 2 triệu mấy đây, 2 triệu 200 ngàn đồng, báo ship toàn quốc nếu chuyển khoản 100% chị nhé. Con nồi số 4 là con nồi của hãng Tiger, con này Tiger áp suất 2 bi. Con này có chức năng nấu cơm cháy nhưng mà nấu nó chỉ nó hơi vàng cơm một tí chứ nó không có cháy nhé. Đấy nên là mình phải nói rõ nó không nấu được cháy. Có Ecolabi tiết kiệm điện này, con này giá 2 triệu tư. Con này là dòng Tiger có quai sách này. Con này nấu cơm rất ngon. Đời 2013, à đời 2011. Này, gioăng này mới chưa? Đẹp long lanh nhé. Lòng lồi trên 90%. Nó một hai vết chân chim thôi. Bên ngoài rất mới như nhau. Con này rất mới như thế này. Hai triệu 400 ngàn đồng, bao ship lấy chuyển khoản 100%. Em gửi dịch vụ Viettel gì nhé. Nếu chị muốn ship code thì chị vui lòng đặt cọc giúp em. Hôm nay là phần 101, mã số 5 này, con này đời 2015, giá 3 triệu 2, tay gấp suất 2 bi, con này màn hình đèn led, có Ecolavi tiết kiệm điện, có nấu cơm cháy nhưng mà nó cũng không có cháy lắm gì nhé. Áp suất 2 bi luôn, màn hình đèn led, màn hình màu nhé. Này gioăng gì đâu, những nồi nguyên liệu rất là mới, rất là đẹp. Những con này siêu thị ở Việt Nam mình nó bán toàn mười mấy 20 triệu không à. Là màu sần không một vết rồi luôn.
đẹp 95%. Giá 3,2. Rồi, bây giờ cho lên chi tiết từng con một nhé. Chiếc lồi đầu tiên là một chiếc nồi của hãng Toshiba này, em lên chi tiết từng con mà. Con này Toshiba đời cổ, con này hình thức bên ngoài thì khá ok. Hình thức ngoài là trên 90%, rất đẹp luôn. Đời 2007. Con này nấu cơm này em nói chị là quên sầu luôn, bao ngon anh chị nhé. Cơm dẻo ngon đều. Đấy. Nói chung dẻo hay không nó cũng phải do gạo nữa chứ không phải là cơm nào cũng nấu dẻo được. Có nấu gạo trắng này, nấu gạo không vo này, nấu gạo lứt này, gạo kê này, gạo lẻ mầm đủ thứ. Nấu dẻo này, nấu thường này, nấu nhanh này, nấu tổng hợp này, nấu cháo hầm xương này. Đấy, nấu rất nhiều chế độ. Con này là cái loại nồi áp lực cao này, tức là áp suất cao này, áp suất 1.4 luôn nhé. Mặt cái thứ rất ok. Ở đây nó hơi bẩn đi, nhìn ở đây nó không phải là bẩn mà cái giống như là vết oxy hóa nhẹ nhẹ này. Đó. Bị xíu đây này. Nó không ảnh hưởng gì chị nhé. Hình thức bên ngoài ok này, rất ít, gần như không có vết chảy móp nào mấy. Chiếc nồi này là điện 100V. Thân là nồi 1 lít này, điện 100V này, công suất 1.100W. Nhiệt độ nấu là 128 độ C, dòng nó 20 A chị nhé. Anh chị mua đổi nguồn biến áp cho nó đúng giúp em, cho nó không bị hư hỏng, không bị cháy nổ nhé. Để xem bên trong này. Đây, bên trong nhìn thấy này. Đời 2007 mà nó còn mới như này thì anh chị biết là nó không biết là nó được cái kiểu như người ta dùng rất là ít, sau đó người ta bỏ kho nhiều năm, nhưng nhìn nó răng nó như mới này, răng này phải 95-97%, rất đẹp, rất mới, rất xanh luôn. Được cái nhựa này nhá, rất mới, áp suất bi nhá chị nhá. Tiếp tục đến phần lòng nồi này, phần xoong của nó này rất đẹp, chảy xíu này. Dưới đáy này chảy này, chảy ít là chảy những cái vết gần 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 như thế này. Lòng nồi con này rất ok nhé, lòng nồi phải đến 95%. Đó, láng bóng đẹp hết. Đây là để đây. Đây, thực ra nhìn nghiêng này bắt đầu mới thấy một cái, nó cũng không phải là chấm nhỉ, nó giống như vết chân chim ấy, nhưng nó bị cấn xuống ấy. Một vết nhỏ xíu bằng nửa cái đầu tăm thôi, rất nhỏ này. Con đồng nồi đẹp tuyệt vời. Trông đẹp leng keng nhé. Này, nhìn xem bên trong này, cái phần đáy của cái nồi đẹp không, rất mới. Những con đời cổ này thì phải những con nào gần như là rất đẹp thì em mới lấy về nấu cơm thì rất ngon. Nồi rất là dày dặn chắc chắn nhé, cái nồi ngày xưa làm khác hẳn cái nồi bây giờ. Cắm điện lên chị nhé. Đấy, em sẽ chọn chế độ nấu thường, nấu thử này. Áp suất khóa vung nhé. Khi mà chị nấu chị không có mở được vung nhé. Tại nó có áp suất nên nó không cho mình mở vung để nó an toàn. Đấy, chế độ khóa an toàn. Rồi, tắt này. Rồi, mã số 1, phần 101. Đời 2007, giá 2 triệu 7 nhé. Rất đẹp, rất mới. Con này nấu cơm thì không chê đâu được. Con này để phục vụ cho anh chị em mà sưu tầm đồ cổ và cho anh chị em mà thích nấu ăn ngon thì con này lựa chọn số 1. Chiếc nồi số 2 là chiếc nồi của hãng Hitachi. Con này là Hitachi chuyên nấu steam cut, tức là chuyên tái tạo hơi nước.
Này, mica này, thân bằng kim loại. Thân bằng kim loại toàn bộ bằng mica đấy cho nó nhanh. À, nồi 1 lít thì nhá. Nồi Hitachi. Sản xuất năm 2013. Thông số nó là điện 100V. Đâu rồi, thông số đâu rồi? Công suất của nó là 1400W, dòng 20A, nhiệt độ là 137 độ C. Con này nó hơi móp cấn này tí nhìn này. Không biết chị nhìn rõ. Cấn một xíu nhá, cái này nắn nó được nhá, nắn ra nó tương đối. Đây hơi móp một tí này. Rất nhẹ rồi. Con này thì màu trắng trắng ca may. Áp suất bi. Đấy, răng thì còn khoảng 80 đến 90%. Răng ok nhé chứ không phải vàng lắm rồi. Đây. Chuyển tái tạo hơi nước, cái chỗ này nó sẽ bơm bơm hơi nước lại. Con này là cái lò rất là dày dặn này. Rất dày nhá, rất đẹp. Mình xem bên trong này, phần lòng này. Lòng này thì không có một chấm nào luôn. Đấy, những cái vết này là cái vết gọi là mờ lớp phủ bóng rồi nhá. Mình dùng cái tay nó quẹt mình nó cũng đang mức phủ đấy nhá. Đấy. Nó là cái lớp phủ bóng ấy, mình quẹt 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 nó ra đây, thấy không? Đó này, chứ không phải là nó bị chảy chóc đấy nhá. Nó là những cái vết mờ nhẹ lớp phủ bóng thôi. Còn lòng nồi ok đẹp, không có vấn đề gì. Rất đẹp. Chơi 90%. Đây phần sau bên trong này. Phần đáy nhỉ không? Rất nét. Màn hình led con này hết pin đi nhá. Thay pin thêm 150 giúp em. Không thay pin vẫn đấu bình thường, anh chị cắm điện liên tục thì nó vẫn nuôi đồng hồ bình thường. Này, màn hình led rất đẹp. Anh chị nấu bình thường nhớ nấu ba mấy 40 phút gì đó. Mình bấm nấu thử này. Bốn năm phút nhé, nấu chế độ đầu tiên gạo trắng, nấu chế độ thì 45 phút này, mình tắt này. Nếu mình bấm Ecolovi lên thì nó sẽ hiện đèn Eco lên. Đó, Ecolovi màu xanh xanh. Rất hiện đại. Giá quá rẻ luôn, 1,5 triệu chị nhé. Chỉ khoảng 100% bao ship toàn quốc. Tắt nha. Chiếc nồi số 3 là chiếc nồi của hãng Jozirushi, anh gọi là nồi con voi, mã NBJB10. Hình thức bên ngoài ok chị nhé, không có móc méo gì hết. Đó. Con này rất liền lạc, đời 2008. Con này xứng đáng cho chị mua về vừa dùng vừa sưu tầm nhé. Rất ngon. Con này chị vào dùng cũng ngon mà sưu tầm cũng đẹp, đấy, tại vì nó rất mới. Đời 2008 ấy, những con đời cổ này, màn hình lớn này. Đấy, đầy đủ chức năng. Con này thì áp suất bi AI trí thông minh nhân tạo. Cao tần IH. Nồi 1 lít. Điện 100V, con này công suất của nó là 1230W, nhiệt độ nấu là 110 đến 172 độ C. Dòng là 15A. Bên ngoài con này đẹp, em thấy xuất sắc đấy. Nhìn gioăng này. Gioăng con này nó mới gần như chưa sử dụng chị nhé. Đời 2008 rồi nhìn thấy không? Chắc là bỏ kho. Quá mới luôn. Hàng siêu đẹp anh chị nhé. Cái này cái bẩn như nãy em nói này, bẩn này, lau sạch này. Chưa có vệ sinh được sạch lắm. Nhưng cho đúng rất đẹp. Nãy có cái băng keo gì đây này, em ra bóc ra này. Áp suất bi nhé. Giòn như mới đâu. Xong bên trong. Xong bên trong thì con này
rất bóng rất đẹp luôn. Cái này là cái lớp mờ lớp phủ bóng một tí thôi chị nhé, chứ chứ không phải là sức sơn, nó bị mờ lớp phủ bóng này. Lòng nồi đẹp kê, con này lòng nồi phải được đến khoảng 90 95% nhỉ, khoảng 95% luôn, nó rất bóng rất đẹp, không có vết, không có chấm nào luôn. Cái vết chân chim thì nó nhỏ lắm chị, vết chân chim nó nhỏ không đáng kể nhé. Bên ngoài con này thì nó đánh bóng màu kim loại inox rồi đó này, là mình sẽ không sợ bị chảy xước, không sợ bị chóc sơn, nó rất là đẹp, rất là mới này. Bóng soi gương luôn chị nhé, này mình bóng mình có thể soi gương được luôn đấy, rất mới luôn đó. Chị nhìn cái nồi với cái giòn nhìn đã luôn đúng không? Anh cho chị xem bên trong này, phần đáy này. Nói chung là đẹp nhé, thì nhìn răng này, đá chưa? Xanh ngắt. Con này đá, con này sưu tầm là ngon này, có 2 triệu 2 thôi. Nhưng con áp suất AI nấu cơm rất ngon này nhé. Áp suất AI này, nồi Jozilusi. Con này hết pin nhé, chị nào thay pin thêm 150 ngàn giúp em. À, khi nếu hết pin anh chị về mua về, anh chị cắm vào, anh chị chỉnh giờ lên, chỉnh giờ theo giờ ở Việt Nam mình, sau đó để tự chỉnh giờ xong rồi để tự lưu, đúng rồi tự lưu này. Khi nó lưu lại giờ rồi thì mình cứ cắm điện như vậy thì nó sẽ cái lưu nó, giờ nó sẽ đồng hồ, nó sẽ nuôi điện, nó sẽ lưu đồng hồ này nhé, mình không cần phải thay pin được và mình vẫn nấu bình thường. Đó, chọn cái chế độ này, đủ các chế độ luôn. Em nấu chế độ thường nhé, chế độ thường con này. Những cái nồi của Jozilusi thường thường nó nấu sẽ khoảng tầm khoảng khoảng tầm 5 60 phút á. Jozilusi là vua đầu bếp bên Nhật, nấu cơm rất là ngon. Làm tắt này. Rồi 2 triệu 2 nhé, chuyển khoản 100% bao ship toàn quốc, thay pin thêm 150. Chiếc nồi số 5 là chiếc nồi của hãng Tiger. Con này là Tiger đời 2011. Dòng Tiger có quai sách này. Tại những con Tiger đời cao bây giờ nó sẽ không làm quai sách nữa, gọi là Tiger cấp lách. Con Tiger này có áp suất 2 bi. Hình dáng rất là tròn, đằng sau nó sẽ lồi ra một cái như này. Đằng sau nó hơi rách như này, nó hơi bị chảy chảy cái tem gì nhé, cái tem đằng sau này. Không quan trọng lắm. Đời 2011 này. Điện 100V, công suất 1210W, nhiệt độ nấu con này là bao nhiêu? Dòng 15A, nhiệt độ 99 độ C. Con này áp suất nhỉ? Áp suất 1.25. Cái này cái gì? Cái băng keo Nhật này, bóc luôn này. Không biết là cái gì. Hình thức con này thì bên ngoài khoảng 90% trở lên. Con này có chức năng nấu cơm cháy, nhưng mà chỉ nấu ít cơm ấy thì nó chỉ hơi vàng vàng thôi nhá, chứ nó không có được cơm cháy. Áp suất 2 bi này. Đấy. Nồi Tiger những cái lắp này làm rất là chất lượng. Bi nhỏ và một bi lớn này. Gioăng rất mới thì thấy không? Gioăng này phải được trên 95%. Con này lòng nồi trơn. Đấy. Lòng nồi khá ok, 90% trở lên. Cái vết là cái vết vết xước nhé. Vết xước nhưng xước nhẹ thôi chứ không có xước sâu. Và một số vết chân chim này nhỏ này, đây là những cái vết vết chân chim này. Lòng nồi sẽ là khoảng 90%. Vết chân chim này thì nó không ảnh hưởng gì nhé, tức là nó chưa bị xước sơ mà nó bị cấn xuống thôi. Nó bị cấn xuống do những cái vật là cứng. Này, chứ nó không có bị chảy chóc, không bị chấm, chấm tức là nó bị chảy sơn rồi. Còn vết chân chim nó không có bị chảy sơn. Lòng nồi tương đối nhé, khoảng 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 90%. Bên ngoài rất mới này. Con này là do người dùng, do nhà dùng có trẻ con này. Trẻ con thì nó thường thường nó sẽ không có ý, nó không giữ gìn. Thế đúng là về bố cục con này thì rất đẹp, nhìn nhìn răng là biết là nồi ít sử dụng rồi. Và đặc biệt cái xoong nhìn thấy không? Này. Bên ngoài rất mới này.
cực kỳ bóng luôn. Rất đẹp nhé. Xem bên trong nhé. Rồi con này giá hôm nay bán chỉ có ba bao nhiêu, 2,4 triệu thôi. Có những hôm con nào đẹp xuất sắc thì nó sẽ rơi khoảng 3 triệu, 3,5 triệu. Con này hôm nay bán 2,4 triệu thì nhé. Cái lòng nồi thì nó không đẹp xuất sắc nhưng mà nó tương đối là mới, là 2011. Mã số 4 đi chị nhé. Này, bấm menu này, tắt hủy này, tất cả những cái nồi này em có hướng dẫn sử dụng hết nhé. Con này có cả Ecolovi tiết kiệm điện này, em nấu chế độ gạo trắng này, đó em đang nấu này, tắt tắt hủy góc này nhé. Rồi 2,4 triệu bao ship toàn quốc nếu trung khảo 100%. Chiếc nồi số 5 là một chiếc nồi của hãng Tiger, con này Tiger áp suất 2 bi, màn hình đèn LED, màn hình đổi màu, có chức năng nấu cơm cháy nhưng mà nó cũng chỉ hơi vàng vàng nếu mình nấu ít cơm. Còn anh chị muốn ăn cơm cháy thì một số dòng mà em nấu cháy được ấy, thì chị chú ý giúp em nhé. Con này màn hình nhìn mà màn hình màu này, con này thì hình thức bên ngoài ấy, thì cái viền bạc này, viền bạc nó hơi bị chảy nhé, cái viền bạc xung quanh này, nếu mà cần thiết thì mình đánh hết cho nó thành màu đen, đánh hết màu bạc cho thành màu đen luôn đó, cái viền bạc xung quanh này hơi bị chảy xíu, bên này rất đẹp, bên kia hơi chảy. Sản xuất năm 2015, nồi 1 lít thì chị sẽ nấu được khoảng 400 đến 600 gram gạo. Con này dòng nó là 15 ampe, nhiệt độ nấu là 113 độ C, điện 100V, công suất 1.200W. Mặt mặt con này thì 95%, mặt rất đẹp. Đấy, màn hình LED thì rất đẹp không? Còn màn hình LED rất đẹp nhưng mà LED thì nó chỉ hiển thị cho anh chị khoảng 12 đến 20 giây đó, mà nó sẽ ngắt cái đèn LED đi. Chứ nếu mà nó sáng mãi nó rất là hại hại cái mặt đồng hồ. Đây, nhìn này, anh chị xoay các chiều nó sẽ đổi màu nhé. Thì nhìn màu à. Đấy, nó sẽ đổi màu khác. Đấy, sang màu tím rồi nha. Đấy, tức là nó khoảng mười mấy giây nó ngắt cái đèn LED rồi để nó bảo vệ màn hình và tiết kiệm điện. Con này có Ecolovi tiết kiệm điện, có nấu cơm cháy, nấu gạo lứt GA3, nấu nhanh, nấu thường, nấu tổng hợp, nấu xôi, tức là nấu cơm nếp đấy. Rất nhiều chức năng, em bấm nấu thử chế độ gì đây? Bấm nấu thử chế độ gạo gạo trắng đi. Em đang nấu ok nhé. Tất cả hàng em gửi đi em sẽ test nước sôi cho anh chị, gửi qua Zalo hoặc là Facebook. Nên anh chị hoàn toàn yên tâm, khi nhận nồi anh chị được kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Được kiểm tra hàng, kiểm tra bể vỡ đâu, chứ nhiều anh chị muốn được kiểm tra đun nước sôi nấu cơm thì không có ai chờ đợi anh chị được cái điều đó nhá. Một số anh chị thì cẩn thận quá, nó cứ đòi bên vận chuyển về theo họ phải chờ để cắm cơm chín thì mới lấy thì không được. Em tắt này, hàng bên em bao test 1 tháng nên chị yên tâm, đừng có cắm nhầm điện là được anh chị nhé. Rồi, rất đẹp, ok nhé. Con này 3,2 triệu, mã số 5 phần 101, đời 2015, bao ship toàn quốc nếu chuyển khoản 100%, và tặng thìa lấy cơm đi kèm với chị nhé. Rồi, bên em đã lên xong anh chị tổng là 5 con nồi cơm cao tần IH, tất cả nồi 1 lít. Anh chị lưu ý giúp em là dùng điện 100V, nếu anh chị dùng biến áp thì anh chị sẽ dùng thông số biến áp của nó là khoảng 2kVA trở lên, tối thiểu là 2kVA. Còn nếu anh chị dùng ổn áp thì anh chị lên dùng 3kVA nhé. Ổn áp thì 3kVA, còn biến áp thì là 2kVA. Đây là mức tối thiểu anh chị nhé. Rồi, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị những video sau. Anh chị hãy like và chia sẻ video để ủng hộ kênh bên em nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ở góc bên phải bên dưới, nó có chữ màu đỏ đăng ký ấy. Đăng ký và nhấn chuông thì anh chị sẽ nhận được những thông báo khi mà có video mới, khi mà có sản phẩm mới, thì kênh YouTube họ sẽ báo cho anh chị là hàng Nhật VIP có video mới để anh chị theo dõi, tiện theo dõi nhé. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị với những video sau.